Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Happy Home TV. Vẫn là tôi Duy Hiếu, tiếp tục với series nhà đẹp nội thành chỉ từ 1,5 tỷ. Hôm nay đồng hành cùng tôi là bạn Đức Thắng. Xin chào mọi người. Hiện tại chúng tôi đang trên đại lộ Bùi Viện, hay còn gọi là đường Quân Banh, tiến về khu vực Đằng Hải. Và ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện mà các khách hàng của tôi đã tâm sự với tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua. Em ơi, hồi xưa anh chị xuống Đằng Hải mua nhà đâu nghĩ là mua nhà đến tận 2 tỷ đâu. Mà hiện tại có 2 tỷ trong tay mua nhà cũng rất là khó. Nhà xây kinh doanh thì nhiều nhưng anh chị sợ gặp phải những chủ đầu tư không uy tín. Và thêm cái nữa là tìm được căn nhà độc lập, chắc chắn thì ngõ lại nhỏ, ô tô không vào được và vị trí lại không được ok cho lắm. Và đó là câu chuyện tôi lắng nghe hàng ngày. Và để xóa tan nỗi lo đó thì ngay phía bên phải tôi đây là một căn nhà độc lập 3 tầng cực kỳ chắc chắn tại khu vực chợ Đông Đông Đằng Hải. Cụ thể là ngõ 389 Đằng Hải. Một ngõ mà theo tôi đánh giá là đông đúc dân cư và an ninh dân trí cực cao. Từ năm 2018 đổ về đây, mật độ xây dựng cũng như mật độ dân cư chuyển về khá là nhiều. Khả năng cao là những ai đi xa, đi từ đầu ngõ cuối ngõ là không thể nhận ra được ngõ này. Và tôi để ý thêm cái nữa là ngõ ở đây cũng khá là rộng. Và trên mạng xã hội ấy, có một số anh chị em đang tranh cãi nhau về vấn đề ngõ ô tô trước cửa và ô tô dừng trước cửa. Nhưng với căn nhà này thì mình gạt bỏ vấn đề đó đi. Vì ngay cách căn nhà chỉ 50m là một bãi gửi xe ô tô cực kỳ thuận tiện. Từ căn nhà đi ra đường Quân Banh chỉ mất chưa đến 100m, hay ra chợ Lung Đông chỉ mất tầm 300m, hay đơn giản là đi lên nhà hàng lớn thành phố chỉ mất tầm 15 phút, hay ra cảng chỉ mất 10-13 phút, giao thông cực kỳ thuận tiện. Xung quanh bán kính 500m căn nhà là đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh, phục vụ đầy đủ những nhu cầu sinh hoạt cho các cư dân sinh sống tại đây. Căn nhà được thiết kế 3 tầng độc lập với diện tích 48m², thiết kế tân cổ điển, giả ban công, nơi mà các bác có thể treo một vài giỏ hoa, tô điểm thêm điểm nhấn cho căn nhà. Thì không để các bác chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào tham quan căn nhà nào. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại phòng khách của căn nhà. Phòng khách được thiết kế là tầng 1 của căn nhà ấy, thì thiết kế là một trắng sứ và kết hợp với một gạch đá 80 lâu vân trầm. Với sự đối lập đó thì tạo nên điểm nhấn của căn nhà. Phòng khách với khuôn diện tích là 16m², một không gian là đủ cho gia đình các bạn có thể bày trí các vật dụng sinh hoạt ở đây. Ví dụ như là một bộ sofa, thì tức là cỡ lớn ở đây, một bàn cháo nước. Và tôi để ý ở đây có thiết kế một bức tranh lụa 3D trông phòng khách rất là lộng lẫy ạ. Dạ vâng, thiết kế vẫn giống với những căn nhà ống khác thì cầu thang vẫn là ở giữa, vẫn là cầu thang tay vịn gỗ, đá đen Tây Á, cổ trắng. Nhưng khác với những căn nhà khác thì chủ nhà rất là tỉ mỉ, chăm chút từng cái phần các vị cầu thang này, trông rất là uyển chuyển, giảm bớt sự cứng nhắc của căn nhà. Và thêm nữa là để tối ưu hóa công năng sử dụng của căn nhà thì chủ nhà có thiết kế một nhà vệ sinh ở ngay dưới chân cầu cầu thang ở đây. Với các thiết bị vệ sinh như là inox và Toto, nước rất là khỏe. Thường thường ấy, những cái nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang này ấy, mình đứng ở đây hay bị ủ đầu, nhưng căn nhà này thì khác, không như vậy cả. Rất là thoải mái. Đây là không gian phòng bếp của căn nhà, lên tầm 15m², rất là rộng rãi. Với không gian này thì các chị em phụ nữ phụ trợ của căn nhà có thể hoàn toàn có thể là sáng tạo các món ăn ngon cho gia đình, hay ví dụ như kê một bộ bàn ăn cỡ lớn ở đây, nơi mà gia đình mình có thể là quây quần bên nhau trong những bữa cơm gia đình. Tủ bếp là thiết kế là tủ nhựa cao cấp thông minh với tông màu trắng và màu lông trầm đỏ, rất là điểm nhấn cho căn nhà, đúng không ạ? Và tôi để ý thêm nữa là đây này, có thiết kế một cửa sổ nhỏ. Giả sử nhà mình có nấu ăn nhưng kẻ chẳng có mùi đi chăng nữa, nhưng thì mùi thức ăn không bao giờ để phát hiện được. Nhưng với cái cửa sổ này có thể tối ưu hóa thoát mùi cho phòng bếp, nhà mình không phải lo lắng vấn đề đó nữa. Đó là tổng quan sơ lược về phòng bếp, thì chúng ta cùng lên tầng 2 nhé.
Hiện tại tôi đang có mặt tại chiếu nghỉ tầng 2 ở căn nhà. Tầng 2 ở căn nhà thiết kế gồm 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở giữa. Phòng ngủ lần trước đây vẫn là tông màu chủ đạo trắng sứ, nhưng mà khác biệt cái là đây là gạch giả gỗ. Lúc đầu chưa vào phòng ngủ của tôi cứ tưởng đây là gỗ thật cơ. Và thêm nữa là với diện tích ở đây là diện tích là 15m2, có thể thoải mái sử dụng ở đây. Và được thiết kế một cửa sổ ba cánh rất là thoáng mát, vì căn nhà này hướng nam mà đã được là chủ nhà thiết kế một song cửa inox 3.4 rất là chắc chắn, đảm bảo độ an toàn cho phòng ngủ của mình. Đây là nhà vệ sinh của tầng 2, rộng hơn để thoải mái cho sinh hoạt hàng ngày của bên trong gia đình. Với các thiết bị vệ sinh như Toto và Ninac, ví dụ như là lavabo nguyên khối, vòi sen cây và bồn cầu, rất là thoải mái đúng không ạ, không gian này. Phía sau đây là phòng ngủ của phía sau, diện tích nhỏ hơn tầm 10m2. Thường thường phòng này là thiết kế cho trẻ nhỏ và gia đình mình ở đây. Và thêm là tất cả các phòng của các nhà đều có cửa sổ rất là thoáng. Và tất cả các cửa đây đều là cửa nhựa lõi thép Việt Pháp, kính 2 lớp chắc chắn không? À và điều đặc biệt nữa này, có thể như này, tất cả trên căn nhà này đều là nhà tao màu, các bạn nhìn nhá, trắng, nắng nhẹ hơn một chút. Hiện tại tôi đang có mặt tại tầng 3 căn nhà. Tầng 3 căn nhà là một không gian hoàn toàn khác, sáng hơn vì có một giếng trời rất là to ở đây dưới ô cầu thang, lấy ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Tầng 3 là thiết kế gồm một nhà vệ sinh, một phòng thờ, một sân phơi và một phòng ngủ. Phía sau đây là sân phơi khá là rộng, đã được quây lồng inox rất là chắc chắn, vẫn tạo độ thoáng riêng cho gia đình mình có thể thoải mái phơi phong. Và điều đặc biệt của căn nhà 3 tầng độc lập này khác những căn nhà 3 tầng khác là có một nhà vệ sinh trên tầng 3, có thể thoải mái công năng, có thể tối ưu hóa công năng sử dụng trên tầng đây, không phải tiện, không phải mất công xuống tầng 2 làm gì cả. Và điều đặc biệt nữa là tất cả các nhà vệ sinh của căn nhà hay sân phơi đều được thiết kế chống thấm, xử lý rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Cái lỗi lo chống thấm của gia đình mình sẽ bị xóa tan đi, không phải để ý làm gì ạ. Và thêm nữa là ở đây nó thiết kế một ô đi lên trên tầng 3, lên trên mái tầng 3, giả sử nhà mình có sửa chữa vấn đề gì đó mình có thể nên rất là thoải mái, rất là an toàn luôn. Đóng lồng inox thì chắc chắn. Đây là trước đây là một phòng ngủ và một phòng thờ cũng khá là rộng để tối ưu hóa công năng sử dụng cho căn nhà này. Vừa rồi tôi và các bạn cũng đã tham quan một lượt căn nhà, thì một căn nhà đẹp, độc lập và chắc chắn, và thêm cái nữa là tiện ích xung quanh như thế này thì tôi thấy khá là hợp lý. Hợp lý bởi vì sao? Vì tầm giá chỉ từ 1.980.000.000. Nếu các bạn yêu thích căn nhà này thì hãy nhanh tay để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline 02253 51366. Còn bây giờ cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Xin chào và hẹn gặp lại.